đến giờ phút này rồi chả còn bóng nào nữa. Đành phải thu dọn bàn ghế để chuẩn bị về nghỉ thôi. Giao bán trên hội phụ nữ xã, tiền đường em qua thăm chị luôn à? À thế à? Em ngồi đi em. Ôi, quán xá vừa mới chuẩn bị thu dọn cho nên là về buồn quá. Em thông cảm nhá. À, ngồi đi em, ngồi đi. À chị ơi, sao dạo này chồng chị vất vả thế? Hàng họ thì không ổn lắm à chị? Ờ thì có chồng có con rồi, với lại bận quán xá cho nên nhìn nó hơi già dặn chút em ạ. Vâng, chị này. Cho em hỏi cái này, chị đừng lắm chuyện chị nhé. Ôi, chị em thì có gì mà em phải ngại nhỉ, có gì em cứ hỏi đi. Thế dạo này cuộc sống của chồng anh chị đã ổn lại định chưa? Mà anh có hay giúp chị công việc nhà không hả chị? Thì bây giờ chị cũng hàng họ quán xá, cho nên là cũng đủ nuôi con ăn học. Mình thấy là cảm thấy hạnh phúc rồi em ạ. Vâng, chị đừng ôm đồm nhiều việc quá chị ạ. Mà không thấy anh nhà chị đi đâu rồi anh chị? À, anh nhà chị thì cũng có công việc của anh ấy mà. Với lại lúc nào rảnh rỗi thì anh cũng hay qua đây phụ chị. Cũng sống có trách nhiệm lắm đấy mà. Vâng, thế thì em biết rồi ạ. À. Ôi, chị làm sao vậy? À, chị không sao. Xem nào, em kiểm tra xem nào. Ôi, sao lại ra nông nỗi này? Chị không sao em chồng ơi. Chị đánh chị phải không ạ? À? Không phải, không phải. Không có sao đâu, chị không sao. Ôi trời ơi, bầm tím hết cả tay lên mà bảo là không sao hứ. Chị có sao đâu em. Không được, chị phải nghe em. Lên trình báo chính quyền xã để họ xử lý, để anh bỏ cái thói đánh vợ đánh con như vậy chị ạ. À. Mà quan trọng ý, cái con cái mình đang tuổi ăn tuổi học, không thể học theo cái thói xấu của bố nữa được chị ạ. À. Thôi em ạ, số chị vất vả, lấy phải người chồng ra trường rồi lại còn cờ bạc hay nghiện rượu, mà cứ lúc nào ấy thì có rượu vào rồi lại hay đánh vợ con. Mình cũng vì con đành phải chịu nhịn thôi chứ phải làm sao em. Là đàn ông trụ cột chính trong gia đình mà suốt ngày rượu chè là về đánh đập vợ con thì còn ra cái thể thống gì nữa. Nghe em, phải lo cho bản thân mình trước đã chị ạ. Mà một người mà mình sống cả đời với cái người mà như lắm tật xấu như vậy ảnh hưởng đến rất nhiều người chị ạ. Mà đặc biệt ý, cái cháu Tân ý, đang tuổi ăn tuổi học nó lại ảnh hưởng đến con nhà mình ấy chị. Chị nghe em đi. Không sao đâu em. À, anh chào anh Hà, anh về rồi ạ. Anh ngồi nước đi ạ. Dạ. Mà anh, sao anh lại làm như thế với chị cơ chứ? Làm thế thì sao? Mà chị chi hội trưởng đến đây để khuyên giải nhà tôi hay là đến đây để chia rẽ nhà tôi thế? Ôi anh ơi. Hả? Anh ơi, bạn em không có ý gì đâu anh ạ. Em ơi, hay là em về đi, hôm khác chị em mình nói chuyện sau nhá. Ôi chị, để em nói đây, chưa nói hết mà chị ơi. Em về đi. Em chưa nói hết. Hôm khác chị em mình nói chuyện sau nhá. Em về đi nhá. Vào đây. Dạ, anh ạ. Bạn em không có ý. Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi. Trong cái nhà này không cần ai phải dạy dỗ. Hiểu chưa? Dạ, bạn em nó không có ý. Mà tôi nói cho cô biết nhá. Cái nhà này yên ổn hay không ấy là do cô, chứ không phải là. Hiểu chưa? Anh đừng nóng, anh cứ bình tĩnh. Tôi chưa nói hết nhá. Cho nên ấy, đừng có mà nhận đây để dạy dỗ tôi. À, hay là tôi không kiếm nhiều tiền như cô, cho nên là cô coi thường tôi đúng không? Dạ, không phải đâu anh ơi. Anh đừng có suy nghĩ như vậy ạ. Em này nhá. Em không có ý gì đâu ạ. Đừng có mà để cái vết sẹo này nó leo lên đầu cô. Dạ. Hiểu chưa? Dạ, em biết rồi anh ạ. Không nói nhiều nữa. Không tiếp xúc với ai, không nói chuyện với ai. Đừng có mà để thằng này đi lên đây. Trời ơi, tôi đã làm gì đến tôi mà ông trời lại đối xử bất công với tôi như vậy? Tôi đã sai ở đâu? Tôi đã sai ở đâu? Đi, cháu đi vào đây.
Chào chị. Dạ, chào chú. Chú có chuyện gì đấy ạ? Ơ kìa con, sao con lại ở đây? Sao con không đi học? Đây chị, sao đây tôi nói chuyện với chị một chút. Dạ, có chuyện gì vậy chú? Tôi hỏi chị có bố mẹ không? Ý chú là sao ạ? Ý của tôi là chị có bố mẹ không? Và bố mẹ chị đẻ ra chị có dạy dỗ chị không? Mà sao bây giờ chị không dạy dỗ được con là thế nào? Thế con tôi nó làm sao hả chú? Nó đi học, nó đánh con tôi bây giờ ở trong bệnh viện đấy kìa. Nó là con trai anh thì không sao, mà đây nó là con gái, nó lại đi đánh con tôi. Bây giờ chứ mất tình hình thế nào đây này? Kìa chú ơi, hình như là có hiểu lầm gì ở đây. Chứ con tôi sinh ra tôi biết mà, từ trước đến giờ nó có đánh ai bao giờ đâu hả chú? Để tôi sang tôi nói chuyện với cháu. Con, sang đây mẹ hỏi. Chú nói như vậy có thật không con? Có chuyện gì con nói cho mẹ nghe xem nào. Con đánh bạn đúng không? Mẹ, con không muốn, con không muốn đánh bạn đâu. Con không muốn, nhưng không hiểu sao con lại đánh, không nhớ nữa. Đấy, chị thấy chưa? Chị nên cho nó đi khám xem nó có bình thường không? Có phải là nó thích đánh bạn, đánh con tôi mà nó thích đánh là đánh à? Tần, con bình tĩnh nghe mẹ hỏi xem nào. Con không đánh bạn, con không có đánh bạn đúng không? Con không muốn đánh. Mẹ có dạy con như vậy đâu, đúng không? Mẹ không dạy con như vậy, đúng không? Đấy, tôi hỏi chị một lần nữa. Bây giờ chị có nuôi dạy được con của chị được không? Dạ chú ơi, tôi dạy được mà chú. Miễn là chú đừng đưa con tôi ra pháp luật chú nhá. Cháu còn nhỏ, với lại đang đi học chú ạ. Con chú nằm ở bệnh viện nào, hết bao nhiêu tiền, tôi sẽ đền bù. Tôi sẽ trả hết tiền viện phí, tôi sẽ đền bù cho cháu, bao nhiêu cũng được. Miễn là chú đừng đưa con ra, tôi ra pháp luật. Cháu còn đi học mà chú. Mẹ, tại sao mẹ phải đền bù cho chú? Trong khi bao nhiêu năm nay bố đánh mẹ, bố có phải bồi thường gì cho mẹ đâu. Kìa con. Trời ơi, hóa ra nó đẻ cho một cái gia đình bạo lực. Chồng đánh vợ, bây giờ con cá đi đánh con người khác. Tôi nói thật với chị nhá, nếu mà chị đẻ con ra mà chị không nuôi dạy nó đến người ấy thì chị đừng đẻ nó ra làm gì nữa. Để tình chúng ta làm xóm nên tôi bỏ qua lần này. Lần sau mà con đánh con tôi nữa, tôi sẽ không để yên đâu. Dạ. Ôi trời, con. Kìa con. Con làm cái gì vậy? Con đừng làm như vậy, con hiểu chưa? Trời ơi, sao con cô đẹp như vậy hả con? Con cứ đừng làm như vậy, con hiểu không? Mẹ, không muốn đâu. Không muốn đánh bạn đâu. Không muốn đánh chú đâu. Mẹ biết con của mẹ mà. Còn mẹ sinh ra như mẹ biết, con không bao giờ làm như vậy đúng không con? Mẹ xin lỗi con vì đã để con sống trong một gia đình mà giống như địa ngục vậy. Mẹ ơi, con thương mẹ. Mẹ thương con, mẹ xin lỗi con. Từ giờ mẹ sẽ cho con thoát khỏi cái địa ngục này. Đến đi con, con bình tĩnh lại đi. Đứng lên. Ông định làm gì con? Mày lại đây. Bao nhiêu cái mày không học, mày lại đi học thói đánh con nhà người ta làm cái gì? Hả? Mày y như con mẹ mày. Bao nhiêu cái mày không học, mày lại đi học thói đánh con nhà người ta làm cái gì? Nó đánh con người ta, nó đã học từ ông đấy. Sao lại từ tôi? Vì ông, vì chính ông mới là con người như vậy thôi. Nó xui xẻo vì nó sinh ra ở trong cái nhà này. Còn tôi xui xẻo vì tôi lấy phải ba. Tôi xui xẻo, ông xui xẻo vì ông lấy tôi ư? Vì bà lỡ có nó nên tôi mới lấy bà đấy. Vậy bao nhiêu năm qua, tôi cố gắng là vì ai? Tôi cực khổ là vì ai? Vì là đáng là như thế. Thôi đi. Kìa, con bình tĩnh. Con bình tĩnh lại đi. Con đừng làm như vậy. Còn ông, tôi cấm ông. Cấm ông.
về sau không được động đến mẹ con tôi. Nếu ông động đến mẹ con tôi thì tôi sẽ giết ông đấy. Giết đi. Giết đi. Này, giết đi. Kìa con, con đâu có làm sao không? Ông thôi đi. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ không chung sống với ông nữa. Tôi sẽ ly dị. Cuộc đời này còn dài lắm. Tôi không thể chôn vùi cuộc đời của mẹ con tôi với một kẻ khốn nạn như ông được. Tôi đau khổ bởi vì tôi ngu, tôi cam chịu. Nhưng con tôi nó không sống được, nó không thể đáng được những điều đấy, ông hiểu không? Này, tôi nói cho bà biết nhé, tôi thả ra ấy, thì còn sống, mà tôi bóp lại như thế này ấy, chỉ có chết, hiểu chưa? Ở đấy mà cười à? Ông tưởng đánh vợ con là hay ho lắm sao? Tôi chịu nhục bởi vì tôi sợ con tôi không có bố. Tôi sợ con tôi không có một gia đình trọn vẹn nên tôi mới phải chịu nhục. Còn từ nay về sau, ông có nằm mơ cũng không bao giờ đụng đến mẹ con tôi, ông hiểu chưa? Này, để xem có dám bước đi không. Ông đừng có mà thách tôi, đứng dậy đi con. Chúng ta đi thôi. Đứng lại. Kìa, ông Linh, ông làm cái gì vậy? Lại còn ông nữa à? Ông trưởng xóm đến đây để khuyên gian tôi à? Ông cũng thấy đấy, tôi đánh vợ, đánh con, mà nói thật, không sống được ấy, cút! Ông ạ, trước hết tôi mong ông hãy hết sức bình tĩnh để lắng nghe tôi nói. Tôi đến đây không phải là đến lớp hay là gì cả, nhưng những việc ông đã làm là đã vi phạm vào khoản 1, điều 2 Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 7 năm 2023, trong đó quy định nghiêm cấm những hành vi đánh đập, đe dọa, làm tổn hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác. Bên cạnh đó, khoản 1, điều 54, Nghị định 144 năm 2021 cũng quy định sẽ phạt tiền từ 5 triệu tới 10 triệu đồng đối với những trường hợp đánh đập, đe dọa, làm tổn hại tới sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của những thành viên trong gia đình. Mà ông ạ, những trường hợp cố tình gây thương tích, làm tổn hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác với tỷ lệ thương tật từ 11 tới 30% hoặc dưới 30% nhưng nằm trong phạm vi quy định của pháp luật thì sẽ bị truy tố và xử lý hình sự. Tôi mong ông hãy hết sức bình tĩnh và đừng để xảy ra những trường hợp đáng tiếc như vậy, ông nhé. Nhưng cây mỗi hoa nhà mỗi cảnh, ông có ở nhà tôi đâu mà ông biết cơ chứ? Tôi biết chứ. Tôi biết ông không phải là con người như vậy. Tôi biết bạn tôi không phải là người có tính cách hay đánh vợ, đánh con. Bạn ạ, tôi với bạn sinh ra và lớn lên với nhau từ thời nhỏ cho đến ngày hôm nay, cho nên tôi hiểu rõ con người của bạn. Cũng chỉ vì áp lực cuộc sống, vì cơm áo gạo tiền cho nên mới xảy ra tình trạng cơm không lành, canh không ngọt, vợ chồng lục đục cãi vã như ngày hôm nay. Thế nhưng bạn thử nghĩ mà xem, có mấy ai sinh ra trong cuộc sống này được đặt sẵn ở vạch đích đâu chứ. Thế nhưng người ta đã vì hạnh phúc gia đình, vì con cái và lấy đó làm động lực để làm sức mạnh để vượt qua tất cả, cố gắng xây dựng một gia đình ấm êm, hòa thuận đấy thôi. Là con người ai cũng chỉ sống có một lần, nhưng chúng ta hãy sống cho thật xứng đáng. Và trên cuộc đời này ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Bản thân chúng ta có hạnh phúc thì mới có thể cho con cái được hạnh phúc. Tôi mong rằng ông hãy lắng nghe tôi, hãy lắng nghe thằng bạn này. Phụ nữ và con cái là những đối tượng xứng đáng được yêu thương. Ông hãy thay đổi đi.
nhé. Tôi đúng là một thằng khốn nạn mà. Tôi quá ích kỷ. Tôi ra trường, thành ra tôi bảo hành con cái vợ con lúc nào không biết nữa. Tôi không đáng là một con người ông ạ. Ông hãy bình tĩnh lại. Ông nhận ra những điều đó là tốt rồi. Điều đầu tiên bây giờ là ông hãy theo tôi. Hãy bình tĩnh và mạnh mẽ lên. Chúng ta đi tìm vợ con ông và xin lỗi chị ấy đi. Muộn rồi ông ạ. Tôi đã đuổi mẹ con cô ấy đi rồi. Mẹ con cô ấy không về với tôi nữa đâu. Mà nếu có về thì tôi cũng không xứng đáng để nhìn mặt hai mẹ con cô ấy nữa. Tôi đã làm quá nhiều điều cho mẹ con cô ấy rồi. Thôi nào, ông đừng bi quan như vậy. Ông nghĩ được như vậy là điều tốt lắm rồi. Còn bây giờ thì ông hãy quay sang bên kia, nhìn xem ai kia. Vợ con ông đấy chứ ai nữa. Nào, hãy theo tôi sang xin lỗi chị ấy đi. Mình con, tôi xin lỗi. Bố xin lỗi con. Bố hứa bố sẽ thay đổi và cố gắng để hai mẹ con được hạnh phúc. Bố hứa là sẽ thay đổi để xây dựng gia đình mình hạnh phúc. Nhưng có lẽ bà và con sẽ không tha thứ, cho nên tôi đi ông ạ. Kìa chị, các cụ có câu rằng đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Tôi mong rằng chị và cháu sẽ cho anh ấy một cơ hội để sửa chữa những sai lầm đó chị ạ. Mẹ, tha thứ cho bố đi mẹ. Mẹ. Ông Linh, làm ông ra đây. Tha thứ cho bố đi. Thế bây giờ mẹ vì con, vì con đi nhá. Ông sang đây với tôi. Thôi, về bãi để đánh tôi chứ. Này, ông kia, ai trong đi máu đi à? Ông còn phải quay về nhà để mẹ con tôi còn trả thù ông nữa chứ. Không được. Vào đây. Đây. Ông cứ đợi đấy, đợi đấy để mẹ con tôi trả thù nhá. Vậy thì tốt quá rồi. Mình, tôi sai rồi. Con, bố sai rồi. Bố hứa bố sẽ không đánh mẹ nữa, không đánh con nữa. Bố sẽ thay đổi, không rượu chè cờ bạc. Bố sẽ tu trí làm ăn để xây dựng gia đình mình thật là hạnh phúc. Bà tha thứ cho tôi nhá. Được rồi, tôi tha thứ cho ông rồi. Nhớ nhá, ông là xong mà đánh tôi ấy thì đừng có chắc. Tối nay sản xuất nhá. Tốt quá, xin chúc mừng gia đình. Vâng, tiểu phẩm đổi tay đã khép lại tiểu phẩm của người tuyên truyền. Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu cũng như toàn thể bà con nhân dân sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc cho chương trình truyền thông ngày nay thành công, tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn ạ.